Mở đầu bản tin là những thông tin thời tiết. Thời tiết tại miền Bắc sắp có sự thay đổi trạng thái khi từ ấm và ẩm sẽ chuyển sang mưa dông và trời chuyển rét nhẹ. Không nguyên nhân là do không khí lạnh đang trên đường di chuyển về nước ta và dự báo sẽ có tác động bắt đầu từ ngày 21 tháng 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông suy yếu, nên thời tiết ở miền Bắc chủ đạo sáng sớm có mưa vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Bắt đầu từ đêm ngày 20 và sáng ngày 21 tháng 3, một đợt không khí lạnh khác có cường độ khá mạnh tràn về sẽ khiến miền Bắc chuyển mưa, mưa rào và dông rải rác. Trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 17-18 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất tháng 3 kéo dài khoảng từ 2 đến 3 ngày, chấm dứt kiểu trời mưa phùn, sương mù và nồm ẩm duy trì cả tuần vừa qua. Tuy nhiên không thể so được với các đợt không khí lạnh mạnh vào giai đoạn chính đông. Mưa dông cũng là dạng thời tiết chủ đạo ở miền Trung và miền Nam trong ngày 21 và ngày 22 tháng 3. Thời tiết tương đối dễ chịu và mát mẻ những ngày cuối tuần.